Rồi, Bảy Núi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Nay tình hình dịch Covid căng thẳng quá cho nên là hai anh em ở nhà. Nhà hôm gài mình đi 70 con nhum còn được 2 con. Một tí hai anh em sẽ chia sẻ cho các bạn món chuột cống nhum ép lá chanh nha các bạn. Giờ mình đi làm chuột lên đây. Rồi, chào các bạn. Đây hai con chuột của mình đây các bạn ơi. Hai con này cỡ khoảng 1,6 kg nha các bạn. Hai con này bự hơn. Giờ mình làm nó xong rồi một tí mình lên mình chế biến món ăn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem tiếp nha. Hai con chuột mình mới vừa làm lông xong sạch sẽ nha các bạn. Nhìn thấy hai con chuột nó ôm cái bó xả, nhìn thấy cưng nha các bạn. Tí mình sẽ lấy xả này mình khè nó xong mình lấy bụi xả của nó đang ôm mà mình chà nó luôn các bạn ơi. Lên dòm hai con chuột ôm xả đẹp mình. Quá đẹp ơi. Linh đang khè nha các bạn. Khè cho vàng lên các bạn ơi. Quá ngon. Con con kia nó đang ôm cái bó xả các bạn. Đây các bạn ơi, chuột mình mới vừa khè xong rồi nha các bạn. Nhìn thấy con chuột đã không? Đó. Vàng ôm không? Hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi, Bảy Núi cũng chia sẻ với các bạn cái món chuột cống nhum ép hấp lá chanh nha các bạn. Thì nguyên liệu của mình đó thì chỉ có là chuột nè, lá chanh nè, đây thì rau thập cẩm, xả, tỏi nha các bạn, chanh, cà chua ăn kèm với dưa leo. Thì để mình chia sẻ cái món chuột hấp ép hấp lá chanh này thì gia vị của mình nó cũng đơn giản nha các bạn. Mình chỉ cần đây cà no, bột ngọt, đường và sa tế nha các bạn. Thì cái món này mà mình cần nhu cầu ngon á thì là mình sẽ có một cái xửng hấp này nha các bạn. Đây là cái xửng hấp cách thủy nha các bạn. Một tí mình ướp gia vị rồi xong là mình sẽ hấp và chia sẻ cho các bạn xem tiếp nha. Đây các bạn ơi, đây là nguyên liệu của mình để mình làm cái món chuột ép hấp lá chanh. Hồi nãy thì mình có chia sẻ với các bạn tất cả những nguyên liệu này rồi, giờ mình chỉ quay cho các bạn xem thôi. Đây là hai con chuột nha các bạn. Thì bước đầu tiên hồi nãy bước 1 là mình đã làm chuột làm lông nha các bạn. Xong rồi mình khè rồi sạch sẽ là cái đó là mình nguyên liệu mình đã sơ chế. Bây giờ là mình sẽ tới cái bước thứ hai là mình sẽ chế biến nha các bạn. Thì đây là tỏi với ớt nè, hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái thố này. Đây, tỏi, ớt, lá chanh nha các bạn. Thì cái nguyên liệu lá chanh này của mình là một tí nữa mình sẽ bỏ một ít lá chanh vào đáy nồi hấp cùng với xả nha các bạn. Còn ít lại mình để lại thôi, mình sắc nhuyễn rải lên mặt. Giờ mình cho xả vô. Đây mình cho xả vô trong cái xửng hấp nha các bạn. Mình cho thêm mớ lá chanh vô. Rồi. Thì cái hỗn hợp của mình thì bây giờ mình sẽ cho là bột ngọt nè. Bột ngọt là một muỗng cà phê nè. Cà no nè các bạn, cà no nha. Cà no 2 muỗng nè. Đường nha các bạn. Đường 1 muỗng nè.
sa tế nha các bạn. Sa tế một muỗng canh. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ cho cái chuột mình đã sơ chế xong nha các bạn. Mình sẽ cho chuột vô. Đây là hai con chuột 1,3 kg. 1,6 kg mà mình làm còn 1,3 kg nha các bạn. Mình sẽ ốp hỗn hợp lên cho nó đều hỗn hợp. Rồi, mình sẽ để cho cái hỗn hợp này nó ngấm khoảng 15 phút rồi xong mình cho lên sẵn hấp nha các bạn. Đó các bạn ơi, thì bây giờ cái miếng chuột của mình nó đã thấm rồi nha các bạn. Đây, nó đã thấm rồi. Nó đã thấm vào lá chanh và gia vị rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho vô nồi mình hấp nha các bạn. Chuột ép lá chanh hấp nha các bạn. Đây nha các bạn, mình sẽ lấy cái dĩa này mình ép. Mình ép cho cái con chuột nó dẹp xuống. Xong rồi mình sẽ dùng một cái thớt mình dằn lên trên cái dĩa. Rồi sau đó là mình sẽ đậy cái nắp lại. Thì cái này, cái món chuột hấp này chắc tầm khoảng 20 phút là chín nha các bạn. Cuối hàng. Đây, chín rồi các bạn ơi. Giờ mình dắt ra nha các bạn. Wow. Đây, quá hấp dẫn nha các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, thì cái món chuột ép hấp lá chanh của mình đã xong nha các bạn. Thì cái món ăn này nói chung là món ăn đặc sản của người dân miền Tây, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Có nhiều thực khách qua Việt Nam mình là đi đến mấy cái nhà hàng cũng thường thưởng thức những cái món chuột đồng này. Nhưng mà mình đây là chuột cống nhum. Thì tại vì mình cũng có từng làm những cái nhà hàng cho nên mình cũng hiểu được một phần nào đó. Thôi bây giờ Linh thử cái món ăn của anh coi nó sao Linh. Để mình chăm vô cách. Rồi xong rồi nhớ chấm điểm cho anh nha. Để muốn cho anh không điểm, cho anh không điểm mới không làm cho ăn nữa đâu á. Mình thấy là hấp dẫn rồi nha các bạn, nhưng mà không biết nó thế nào đây. Nhìn đó, bây giờ em đứng em nhìn không là thấy nó giờ là em chịu hết nổi rồi đó. Chảy nước miếng hả? Chảy nước miếng luôn rồi đó. Rồi đây em thưởng thức cái món của anh nè. Mình thấy thì cũng được.
Thôi, Linh xin mời cô chú chị và các bạn dùng miếng chuột cống dâm hấp lá chanh của anh Bảy này. Để em ăn thử anh. Nó thơm mùi chanh quá trời. Quá thơm. Sao? Nó ngọt. Ngon. Có vị gì không? Có vị mùi lá, gì không? Mùi lá chanh với xả. Đây, để mình cũng sẽ thưởng thức một miếng để thôi. Linh nói mình đó là anh làm mà anh không ăn, anh bắt em ăn sao em dám ăn. Đúng rồi. Đây, ngon. Bảy Núi cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn một miếng thịt chuột cống nhum ép lá chanh hấp nha các bạn. Kè miếng gan thì nó ngon lắm Bảy ơi. Ngon. Ừ, ăn nó có cái vị của xả nè, cái vị của lá chanh nè, rất là ngon các bạn ơi. Kèm với miếng rau ăn ngon không? Miếng rau nữa không? Quá ngon, ngọt, ngon, ngọt thì chắc bữa nay cái dĩa này chắc hai anh em mình no luôn rồi, bỏ ăn cơm rồi. Đã ha. Đây, bây giờ Bảy Núi cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị và các bạn làm thành công món ăn mà Bảy Núi chia sẻ nãy giờ. Đây, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn.